ngày hôm nay xem như là em đã kết thúc cái khóa học si doanh nhân, thì em có thì cái mong muốn của em là theo cái này là marketing, cho nên là em cũng có một vài ý tưởng để vận dụng những cái thế mạnh của công ty mình có, thì em có đề xuất thêm một cái ý tưởng và dự án để thành lập một cái marketing, tức là cái phòng marketing chuyên nghiệp, tức là hỗ trợ cho tất cả các doanh nghiệp và xúc tiến thương mại bằng nhiều kênh khác nhau. Thì từ trước tới giờ thì theo trong quá trình học cả online và offline thì khi đã có hết rồi, thì để mà phát triển mạnh hơn nữa và chuyên nghiệp hơn nữa thì cần có một đội ngũ sẽ chuyên lo những cái chuyện đó, như từ sự kiện, từ tổ chức bán hàng trên mạng hay là từ tổ chức những cái cuộc sự kiện ở bên ngoài nữa. Thì em có đề xuất và đã được may mắn được chấp nhận là để thực hiện dự án đó tiếp theo. Thì dự án đó mang tên là GIMC, tức là viết tắt của Global Global Integrated Marketing Communication, là truyền thông tiếp thị toàn cầu. Thì lợi dụng thế mạnh của Vaisin là một cái tập đoàn và cả phát triển mạnh các quốc tế, thì em muốn là được kết hợp cả về cái ước đang của em, mà cái mong muốn của em là về marketing, cho nên là em muốn thực hiện dự án này để có thể là mình học được nhiều hơn nữa và có thể giúp cho công ty tạo ra nhiều giá trị hơn cho các doanh nghiệp. Thì cái dự án đó tên là GIMC, ở đây là một cái dự án nghiêm túc, không phải là một cái khóa học, mà dĩ nhiên là sẽ không có chấp nhận những cái lỗi lầm. Em có cam kết với ban giám đốc là sẽ một tháng sẽ có doanh thu là 100 triệu cho cái phòng ban này, và thời gian thực hiện là 12 tháng, không phải là thực hiện mà thực hiện thật là 12 tháng, mà trong 12 tháng này em phải cam kết là một tháng phải kiếm được 100 triệu, em phải mang về 100 triệu cho công ty. Thì đây là cái nói chung là cũng có về cái tham vọng của em, cũng muốn làm cái dự án này và em cũng muốn nỗ lực hết sức mình có thể là thực hiện dự án này một cách thành công. Hy vọng là nó sẽ suôn sẻ, và tất cả mọi người ở đây có mặt em cũng muốn tuyên bố để mọi người có thể là theo dõi quá trình trong một năm tiếp theo thì em sẽ có thể làm được những gì, và em hy vọng là nó sẽ thành, em mong muốn bạn tự tin là nó sẽ thành công.